Em ơi, chị buồn quá. Làm sao? Mẹ chị vừa rơi mất 10 triệu mà chả biết mất ở đâu. Hiện đây em giới thiệu cho chị con máy nào mà tầm 10 triệu đi. Cái gì vậy bà nội? Ok. Nếu anh em cũng đang có nhu cầu tham khảo dòng máy trong khoảng phân khúc 8 đến 10 triệu thì có thể coi hết video này nhé. Nếu nói đến trong tầm giá này thì không thể nào không nhắc đến ông vua phân khúc, đó chính là em Redmi K50 này, với điểm mạnh đó là hiệu năng mạnh mẽ của con chip MediaTek 8100 giúp anh em có trải nghiệm đa nhiệm và chơi game mượt mà hơn. Ngoài ra, em này có một màn hình với thông số cực khủng như màn OLED Dolby Vision HDR10+, tần số quét màn hình tận 120Hz giúp anh em có trải nghiệm mượt mà và chất lượng hình ảnh sắc nét hơn. Điểm trừ của chiếc điện thoại này có lẽ về thiết kế của Xiaomi K50 khi nó không sở hữu một thiết kế quá nổi trội so sánh với các đối thủ ở trong cùng tầm giá. Với cả chụp ảnh, em này chỉ ở mức ổn vì từ trước đến nay chụp ảnh chưa bao giờ là thế mạnh của các dòng máy nhà Xiaomi cả. Nếu anh em muốn một con máy vừa ổn này, vừa chụp ảnh ngon, tham khảo ngay cho em con Samsung. Trên tay mình là con Samsung A73 này, có hiệu năng vừa đỉnh, chụp ảnh lại còn sắc nét nữa. Điểm mạnh của sản phẩm này là nó vừa sở hữu hiệu năng tốt và camera chất lượng cao, cho phép người dùng khả năng chụp ảnh cho ra những bức ảnh với nhiều chi tiết và màu sắc chân thực. Thật sự nhé, trong tầm giá này, không chiếc máy nào có thể đánh bại được con này về khả năng chụp ảnh khi mà nó sở hữu camera chính lên tới 108MP. Tuy nhiên thì em này cũng có điểm yếu của Samsung A73 như là thiết kế không đặc sắc này, chỉ sử dụng vỏ nhựa và thời lượng sử dụng pin cũng không được như kỳ vọng khi mà sở hữu một viên pin khá lớn là 5000, nhưng thời lượng sử dụng thực tế chỉ loanh quanh 7-8 giờ. Nếu anh em vẫn là tín đồ của Samsung, muốn tham khảo một chiếc máy có màn hình lớn thì hoàn toàn có thể tham khảo của em S20 Ultra và Note 20 Ultra, thì đây đều là những chiếc máy rất tốt trong tầm giá này, có màn hình cực lớn lên tới 6.9 inch. Cả hai chiếc máy này thì đều sở hữu các thông số gần như là tương tự nhau, như là màn hình Dynamic AMOLED với độ phân giải qua HD+, tần số 120Hz, cả hai cũng được trang bị camera chính lên tới 108MP. Hai em này thì có điểm cộng rất lớn khi mà là bản Mỹ nên sẽ được trang bị con chip Snapdragon 865+, mạnh hơn rất nhiều con chip Exynos 990 trên bảng quốc tế đang được bán tại thị trường Việt Nam. Đây vẫn là một con chip cực mạnh cho đến thời điểm bây giờ khi mà kết hợp với lại RAM 8GB hoặc các bạn có thể chọn lên đến 12GB, giúp máy hoạt động mượt mà và xử lý nhanh chóng các tác vụ đa nhiệm. Kể cả chơi game, hai chiếc máy này cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, sẽ không gặp cái tình trạng như là nóng máy nhanh hay bị giảm hiệu năng giống như con chip Snapdragon 888 và 8 Gen 1 được trang bị ở trên S22 và S21. Điểm nhanh qua các dòng Android thì bây giờ chúng ta sẽ đến iPhone, là dòng máy tiếp cận được nhiều người hơn. Thì trong phân khúc này chúng ta có 3 em, đó là 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Đây đều là những chiếc điện thoại đáng mua trong phân khúc từ 8 đến 10 triệu đồng. Với thiết kế đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, các sản phẩm này đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Em iPhone 11 này được trang bị con chip A13 Bionic. Đây vẫn là một con chip vô cùng mạnh mẽ với bộ nhớ trong RAM 4GB. Anh em lưu ý này, RAM 4GB của con iPhone 11 này hoàn toàn có thể so sánh với lại RAM 7-8GB của các dòng Android. Chính vì thế khi mà anh em lướt web này, xem phim này, nghe nhạc vẫn không gặp các tình trạng giật lag. Máy cũng được trang bị camera kép phía sau với cảm biến chính là 12MP và camera góc nghiêng 12MP cùng với camera trước 12MP cho những bức ảnh selfie chất lượng cao. Có một điểm trừ là con này chỉ sở hữu màn hình IPS LCD cho nên chất lượng hình ảnh nó sẽ không được đẹp như các màn hình Super Retina OLED của iPhone 11 Pro hay Pro Max. Em iPhone 11 này thì có một cái điểm đặc biệt, đó là về màu sắc có rất nhiều màu sắc đẹp như màu tím này chẳng hạn. Đặc biệt là em này có thiết kế vô cùng nhỏ nhắn, thích hợp với các bạn nữ, thích cảm giác cầm nắm vừa tay. À, còn một điểm đáng chú ý nữa, đó là em này vẫn là con hàng mới, thế nên là anh em nào muốn cảm giác lập hộp thì nhanh tay mua, chứ em này bị khai tử rồi, mấy nữa là không còn hàng đâu. Nếu các bạn muốn có trải nghiệm tốt hơn thì hoàn toàn có thể tham khảo qua dòng iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, vì đây là phiên bản cao cấp của iPhone 11. Cả hai thì đều được trang bị bộ vi xử lý A13 Bionic với RAM 4GB, nhưng lại khác về kích thước màn hình và pin. iPhone 11 Pro có màn hình OLED 5.8 inch, trong khi 11 Pro Max lại có màn hình OLED 6.5 inch. Pin của iPhone 11 Pro là 3046, còn pin của iPhone 11 Pro Max lên đến 3969, cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài hơn. Với dung lượng pin thế này, đáp ứng đủ cho mọi người làm việc từ 7-8 tiếng là thoải mái. Vừa rồi là các dòng máy trong phân khúc từ 8 đến 10 triệu. Mọi người hãy cân nhắc thật kỹ về nhu cầu và mong muốn sử dụng để lựa chọn một chiếc máy thật là ưng ý. Mình mong muốn qua video này có thể giúp mọi người lựa chọn được một chiếc máy phù hợp với nhu cầu của mình. Mọi thông tin thắc mắc mọi người có nhu cầu gì có thể comment bên dưới cho mình nhé.